sân khấu. Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn, cô trở thành một nàng ca sĩ nổi tiếng. Nhưng cô nào có biết đâu, sự thành công rực rỡ của cô chính là nhờ vào một chàng trai tên là Eric. Thường nép mình sau tấm màn sân khấu mỗi khi cô ra trình diễn. Người ta đồn đại rằng chàng Eric là hồn ma của sân khấu, là sức mạnh của lời ca và là sự thành công của nghệ thuật. Nhạc cảnh Phantom of the Opera diễn tả qua một đoạn phim lúc mà Eric bắt cóc Christine về hang động của chàng. Để rồi một lần tò mò và cố ý, Christine mạo dạng lột mặt nạ của chàng. Và lúc đó cô nhận ra rằng chàng là một thanh niên với một gương mặt ác quỷ và đầy ghê sợ. Christine rất sợ hãi và nhiều lần từ chối tình yêu của chàng. Nhiều lần cô muốn trốn đi, nhưng đứng trước tình yêu mạnh liệt của chàng thanh niên xấu xí, Christine dằn lòng quyết định ca với anh chàng Eric một bài nhạc cuối cùng. Giờ đây, xin mời quý vị hướng về sân khấu với nhạc cảnh Phantom of the Opera, tạm dịch là hồn ma sân khấu, qua phần trình diễn của Liên Nguyệt và nam ca sĩ Hòa Bình.
Hoàng Vinh và Liên Nguyễn xin cảm ơn quý vị. Tên là nói cảm ơn Hoàng Vinh.